Chú ba, thì theo con biết thì đây là một cái chuyện tâm linh, mà tại sao thì chú ba lại tiết lộ cho mấy anh em con được biết cái chú ba? Có phải là thời kỳ sắp đến không chú ba? Thì bây giờ tôi cũng nói thiệt, bởi vì qua năm Tức Hợi thì Phật trời mới định phân, thì tôi nhận được tôi phải tiết lộ ra bạn là sắp đến. Bởi vì trong giáo lý của thầy đó, thầy cũng có để một đoạn xếp tốt, sắc tốt, người ta đã lựa hết. Bây giờ ông phải mót xếp dụng, sắc dụng, ông nói lọc về sau phải mót lại một cái chiếu chót này cái nọ. Vậy thì theo ý chú ba được nói là đến thời kỳ đúng không gì? Thì đến thời kỳ ăn xá đã hết rồi, không còn chỉ là một những cái cơn tẩy trần cuối cùng của gì, thì dịch bệnh này cũng là như thế đúng không gì? Thì Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Văn Hiếu mến chào tất cả chú vị. Thì kính thưa quý vị, thì nói đến chú Ba Sài thì chúng ta phải nói là những cái điều mà ông đã nhận được từ ơn trên. Thì kính thưa quý vị, thì Văn Hiếu có nghe một cái tin là phong phanh, bởi vì Văn Hiếu biết được đến chú Ba thì cũng nhờ chú Ba được trị bệnh, chú Ba giúp đỡ, chú Ba trị bệnh qua cái màn hình camera này kia quý vị. Không cần thấy người đó như thế nào luôn, chỉ nghe tiếng nói, nghe được cái giọng người đó, nghe được cái lời ăn, nghe được cái từng nhịp tim người đó đập, thì người chú ba có thể được dựa vào đó để trị bệnh đúng không vậy? Thì kính thưa quý vị, một chuyện ly kỳ nữa đó là chú ba đó quý vị, thì trong một đêm như vậy đó thì chú ba được ân trên điểm cho viết ra một cái lá sắt, mà cái lá sắt này quý vị nhìn bảo đảm em cháu, quý vị em cháu từng thấy rồi, mà em cháu nói quý vị nghe là quý vị nhìn là quý vị không có biết được là ông ba vẽ thế nào. Thì sáng hôm sau á, Văn Hiếu có lại đây để hỏi chú ba ban đêm đó là chú ba vẽ thế nào. Ông nói là ông không biết, bởi vì ân trên nhập cho ổng rồi, ân trên điểm cho ổng, cho nên á, là sau khi ân trên đi rồi đó thì có ra cái lá sắt như thế này mà chú ba hoàn toàn là không thể vẽ được quý vị, thì đối với chúng ta cũng không thể vẽ được luôn. Vậy thì sau lưng chúng ta sẽ được hôm nay sẽ Văn Hiếu sẽ chứng kiến sau lưng chúng ta là cái lá sắt nữa quý vị. Thì Văn Hiếu mời chú ba quay lại thì hai ông cháu mình sẽ chú giải lá sắt này, hé lộ một chút đôi điều về cho bà con được biết. Vậy thì thương ba, thì mong ông ba tường thuật lại cái mẫu chuyện mà ông ba đã, trong một đêm ngủ gì đó ông ba viết được cái lá sắt như thế nào, và trong lúc đó thì ông ba có cái linh hồn mình như thế nào ông ba? Thì bây giờ tôi nói thiệt, trong một đêm tôi ngủ mà tôi nằm vừa ngủ mơ màng rồi đó, thì tôi tỉnh lại là tự nhiên là tôi vẽ, tôi viết ngang, mà tôi viết rồi đó, xong rồi đó, tôi nói thiệt, tới sáng tôi bình tĩnh lại tôi nhìn lá sắt là tôi nói thiệt, tôi không biết cái đường nào tôi vẽ và không biết đường nào tôi làm được, bởi vì cái điểm quyền di nó. Rõ ràng quý vị nhìn xem cái sắc này không phải người thường mà vẽ được đúng không quý vị? Nó từng nét từng dấu, thì Đó. chẳng hạn như cái viết chữ, cái chữ viết này kia quý vị vẽ được, còn cái này nó cái khung cảnh rồi cái bố cục cái chữ này nó quằn 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 mèo quý vị, nhưng cái chữ ký của người ta vậy, làm sao quý vị viết lại đó. Thì chú ba được cái ân trên điểm như thế, vậy thì con sẽ chú thích một cái số cái chữ này mà ông ba giải thích ha, mấy cái chữ mà có thể đọc được nè, như là năm mẹ ngũ hành độ cho con là gì ông ba? Đó là năm mẹ đổ cho cái xác của tôi để làm bệnh đó. Vậy thì năm người này là được điểm cho ông ba đó ha. Thì tiếp theo là bên đây là năm ông Quan Thánh, chư vị năm ông là Chư vị Nam Mông thì cũng về cái điểm cũng để là tiếp cho tôi giúp thế độ đời nó. vậy tổng cộng là 15 người hả? Năm mẹ nè, năm ông Quan Thánh, chư vị năm ông nữa là 15 người. 15 người cái phần tâm linh đó quý vị. Vậy thì đây thì có chữ là ông Lục Tà. Ông Lục Tà Sư, Lục Tà Bích đó là cũng là nằm bên là Đức Bồ Tát Lâm Hàm, thì là ông khấm ông khét đó và mở chạy cuộn đó Mở chai ruộng ở chùa Phước Điền đó, chỗ đó là nơi đó Đức Phật Thầy Tây An khai là mới đạo ha. là ông cầm là đâu trâu sống trâu chét này là ông mở chạy ruộng đó, xong rồi đó là ông đi đó.
Tiếp đến cái bố cục chính giữa thì Lục Tà Bích là gì ông ba? Thì cũng hai ông Lục Tà Sư này là ông Sấm, là ông này là ông Xét đó. Hai Thì ông chịu trách nhiệm về cái sự mưa gió của thế gian này à ha, ông đó bên ông Sấm ông Xét. Và tiếp đến thì phía dưới là cái hình này là hình gì ông ba? Cái chữ này. cái này đó thì cái mặt trăng nè, Mặt còn trăng. cái này á thì cái mặt trời nè, còn bên đây là cái quả địa cầu trái đất, còn cái này là tứ trụ thiên dương, bốn ông giữ cửa trời, là bốn tướng, là bốn ông rồng bốn góc. Vậy theo kính thưa quý vị thì theo chú thích là đây là mặt Mặt trăng. đây là mặt trăng tượng trưng cho sự ban đêm nè quý vị. Đây là mặt trời, đây là mặt trời nè quý vị. À Đó, đây là trái đất nè quý vị. Thì trái đất quý vị cũng có thể nhìn thấy là nó 66 nè quý vị. Thì mai sau lập đời trở lại thì trái đất chúng ta sẽ hiện ra là trái 67 đó quý vị. Đó, thì đây là cái hình tứ trụ thiên dương. Bốn vị thần cai quản của lập đời thương ngoan nè quý vị. Rồi hình chính giữa là gì ông ba? này là cái bát quái ngũ hành, là nằm trong 12 trận, là hai chữ dạng này là ở trên ở dưới, là trong 12 trận bát quái ngũ hành là phong thần luôn, nằm là bên phong thần tái thế luôn. Vậy thì kính thưa quý vị thì cái theo ông ba được nói thì hình này là cái hình tượng trưng cho lập đời thương ngôn quý vị, thì có cái ngũ hành mà đức thầy chúng ta cũng cho biết, thì đức thầy chúng ta có cho biết là xem chung cuộc phong thần tại thế đó quý vị. Thì ngày hôm nay thì chú ba có được một cái điểm này thì cái phong thần này sẽ xuất hiện trong cái đời thương ngôn không ba, Đúng rồi. là lập đời thương ngôn thì xuất hiện cái phong thần để lừa lọc ra những cái người mà theo trụ dương và những người theo khương thượng này kia, là để trừng trị những cái người mà xiển giáo và triệt giáo. Đúng rồi đó. Bên thiển giáo triệt giáo đó. Sàn sảy bởi phong thần rõ lắm. Thì ba ơn trên sẽ thưởng phạt công minh hơn hen. Thì tiếp theo có cái những cái hình tượng rất là lạ thì đây là gì không ba? Cái này cũng như thể là ấn sắc, là cái này như cây cờ, còn cái này như thể là một cái đường gom, mà khi cái này đó nữa khi lộ ra thầy ông nắm cái này ở trên núi đó, trên chót cao Trên đài cao gọi các linh hồn là xác định đó, xác định bài đó. Đây thì em cháu thấy được bốn chữ nữa quý vị, rất có thể là một trong cũng có thể là tên thầy đó quý vị, Đức Quỳnh giáo chủ hay học giả là Bửu Sơn Kỳ Hương này kia đó quý vị. Bên đó là hình trái tim, là tượng trưng cho cái sự bác ái đại đồng ha ông Bác bà. ái đại đồng, trái tim là bác ái đại đồng, phải đồng hòa với nhau hết đó. Thì theo em cháu chú thích là mai sau khi lập đời trở lại quý vị, bốn ông thẻ dựng lên bốn bức tượng thành đó thì sẽ cắm những cái cờ này nè quý vị. Đó Đó đúng thì đức rồi. thầy trên đài cao đó thì đức thầy cầm những cái sắc lệnh này, cầm cái ấn này, thì đến lúc đó thì những cái người mà đã quy y đức thầy đó thì thầy sẽ dùng cái từ, dùng cái tấm lòng bác ái đại đồng thương yêu tất cả chúng sanh đó. Đó thì thầy sẽ định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Hay hoặc giả là non thần gian chuyển khùng ngồi sử phân đó quý vị. Đó là những cái điều mà tượng trưng cho đã điểm được cho ông ba. Mà cứ nói lớn lớn lên cho nó biết gì cho nó nói lên được. Thì bây giờ nói thiệt, lá chắc này tôi thấy nó như tôi thấy như mấy chú, tôi chưa được thấy là cái điểm hào quang ở trên xuống được hết trơn á. Nghĩa là có thể là chú ba ông nói là ông đang thấy sáng rực chú luôn đó, còn anh em mà thì mắt thường không thấy được. Đó đó là một cái phần tâm linh đúng không vậy. Thì theo như chú ba quý vị thì nhìn vào bức hình này là nó dạ ra những cái điều mà chú ba không có thể được tiết lộ chúng ta được biết đúng không vậy. Thì nơi đây chúng ta nhìn cái tấm hình này nó bình thường đúng không vậy, Nói nhưng mà đôi như mấy cái chữ tàu đó là như những không cái có chữ biết tàu này là chú ba nhìn nó là nó có thể sắp xếp thành một cái chữ gì đó mà chú ba không tiết lộ được chúng ta đâu có gì đó. Thì ở dưới đây còn một số hình ẵng ẵng nữa là hình gì chú ba đây? này vừa nằm vừa thương binh vạn tướng, là nhận lệnh ở trong năm trong cái này Cho trái đất chúng ta ha. đó là cả thế giới chỗ nào cũng có được hết trơn. Cái đó cái chữ gì đó chứ không phải là cái số 6 đâu, nhưng mà nó giống số 6 ha, giống như 6 6 lần 3 là 18 đó. Học bát chư hầu vậy đó. Học bát Nó cũng hay quá ha.
Thì mai sau đất nước Việt Nam chúng ta cũng còn 18 nước quý vị, thập bát chư hầu Lý Hắc Khang này kia đó. Chúng rất có thể là 18 nước này mai sau sẽ giành nhà nhiều của quý ở núi Ông Cấm đó quý vị. À sắc sơn lô già dạ. Nền vàng báo thai thiên hạt ngọc ở trên đó thì 18 dạ. Nước thì vô thì, tranh giành đó. Những cái mẫu chuyện mà bên thầy này kia đó thì ông Tổ Ma ông gặp được cái ngọn lưu ly này quý vị. Thì ông Tổ Ma gặp được cái cột cờ, gặp được cái cầu này cái gì thì nó sáng gực hết luôn. Thì chú ba là cái mấy anh em nhìn là bình thường nhưng mà đối với chú ba là nhìn là mấy cái chữ này sắp xếp lại thành cái chữ gì hết đó chú ba. Đúng rồi mà chưa dám lộ, chưa dám nói. Dạ, chưa dám nói. Dạ. Thì chú ba thì theo con biết thì đây là một cái chuyện tâm linh mà tại sao thì không tại sao thì chú ba lại tiết lộ cho mấy anh em con được biết cái chú ba? Có phải là thời kỳ sắp đến không chú ba? Thì bây giờ tôi cũng nói thiệt. Bởi vì qua năm Tức Hợi thì Phật trời mới định phân thì tôi nhận được tôi phải tiết lộ ra bạn là sắp đến. Bởi vì trong giáo lý của thầy đó, thầy cũng có để một đoạn thép tốt, sắt tốt, người ta đã lựa hết. Bây giờ ông phải mót thép dụng, sắt dụng, ông nói lọc về sau. Phải mót lại một cái chiến chót này cái nọ. Dạ. Vậy thì theo ý chú ba được nói là đến thời kỳ đúng không chị? Thì đến thời kỳ ăn xá đã hết rồi, không còn chỉ là một những cái cơn tẩy trần cuối cùng của chị. Thì dịch bệnh này cũng là như thế đúng không chị? Thì cho nên chú ba mới lộ lá sắt này ra. Vậy thì theo con được biết thì chú ba vừa hôm qua đã đi đến Đồng Tháp và nhận thêm một cái lá sắt được ân trên điểm nữa. Thì mong chú ba cho quý vị khán giả được chiêm ngưỡng lá sắt đó. Mà cái lá sắt này đó, bởi vì á là như ngân trên cũng cho biết, chừng nào về bên nữ được lệnh tới đây, họ và tên ký vô cho đàng hoàng, thấp nhang phải trình ba ngâu, lại 120 lại là sấm hối nhận được mới được cái lá sắt này à. Tôi nói thiệt chứ không phải về thấy vậy mà dễ đâu, họ và tên bông và nước mắt. Bởi vì cái này á là có tâm đạo là bên nữ mới được. Dạ. Phải có tâm Bồ Tát mới được, chứ còn không tâm Bồ Tát cũng không ai nhận được cái lá sắt này, tôi nói thiệt. Dạ. Yeah. Chú ba có thể nói cái hành trình chuyện qua mình đi không chú ba? Không, không được. Chú ba có thể tiết lộ được cái người nữ đó hiện tại đang ở đâu còn kia không chú ba? Bây giờ chưa biết được, bởi vì cái chuyện này cũng nằm đây cũng chờ cái quần duyên sắp xếp, rồi tự nhiên người đó có duyên phải đến mới được, còn không duyên cũng không đến được, đó cũng nói thiệt. Dạ, thì kính thưa quý vị, thì cái người đó hiện tại thì chưa biết nữa quý vị. Đó, thì cái người đó là thuộc về cái phận nữ quý vị. Thì chú ba cho tụi con được thấy sơ về một đoạn về cái lá sắt tôi dành cho người nữ đó quý vị. Đây chứ không phải nơi đựng nó cái lá sắt thấy về mổ ai mà mổ nhận được đâu à. Ồ, cái lá sắt này nó khác lạ quý vị. Đâu, bên nào? Đây. Dạ. Dạ. Ở đây. Đó, họ và tên là ký đây. Đây đó, hiện tại thì cái lá sắt này nó thiếu họ và tên đó quý vị. Đó thì hôm qua chú ba đi Đồng Tháp quý vị. Nhưng mà cái điều đặc biệt thì chú ba đi không hiểu tại sao mà ông đi được đây xuống Đồng Tháp quý vị. Thì quý vị biết đó, dịch bệnh mà chốt chặt. Nói thiệt đó. Bà con cô bác quý vị, tôi mất đi, tôi đi chạm là chạm, chốt là chốt, hỏi tôi ở đâu, tôi đi ở bên đó. Đó là tỉnh An Giang. Nằm về huyện An Phú, giáp ranh với biên giới ở xã Long Bình. Tôi mất đi qua đó như vậy đó thì lỡ hỏi rồi thì cứ phát tay biểu tôi đi đó cô bác. Dạ, rõ ràng có một cái sự ân trên điểm với chú ba đó quý vị. Để chú ba muốn đi đâu đi đúng không quý vị. Dạ, thì kính thưa chư liệt quý vị, thì cái video ở đây cũng kết thúc. Thì Văn Hiếu và chú ba hẹn tất cả chú vị và một dịp sau để Văn Hiếu và chú ba tìm được cái chủ nhân của người nữ này và mong là có duyên hữu duyên để giải mã cái lá sắt này để cho quý vị được hiểu hơn về cái Phật thầy Tây An giống như đức thầy giống như là hệ tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương và cái ơn trên điểm với chú ba như thế nào. Thì kính thưa tất cả chú vị, thì video kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả chú vị đã lắng lòng theo dõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.